Hello, em xin chào mấy chị yêu nha. Xin chào mấy chị yêu. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy chị yêu về dòng sản phẩm kem Conné nha mọi người ơi. Dòng sản phẩm này đang rất là hot, đặc biệt là dưỡng da mặt, giúp ngăn ngừa thâm nám mụn và điều trị được tàn nhang rồi môi, cũng như là giúp da của mấy chị được mịn màng và trắng sáng hơn rất là nhiều nha. Đây là dòng sản phẩm cao cấp cũng như là dòng sản phẩm chính hãng nha mọi người ơi. Đây. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm kem Conné. Hàng có cái kem ở trên này là hàng Campuchia nha mọi người. Đây, có cái kem trên này là hàng Campuchia nha. Đó. Bây giờ em sẽ mở cái hộp ra cho mọi người. Đây, bên trong nó gồm có một cái hộp kem và một chai nước hoa hồng. Đó. Thì giờ mấy chị sử dụng cái dòng kem này để tránh được hàng giả hàng nhái, làm chị ngửi cái mùi của nó hơi hắc một xíu. Nó là sẽ là hàng cam hoặc là hàng Thái nha. Còn hàng Việt là cái mùi nó như là cái mùi của chai dung dịch vệ sinh phụ nữ, cái mùi nó khác biệt hoàn toàn nha mọi người. Bây giờ em sẽ mở cái nắp hộp kem ra. Đây. Kem Conné sẽ như thế này, ở trong nó sẽ như này. Cái nắp đó có chữ Conné nha mọi người. Còn nếu mà mấy chị mua cái hàng Conné mà dưới đích hộp nó có chữ Conné, nó có chữ Conné như trên cái nắp hộp này mà nó khắc nổi lên đó là hàng của Việt Nam mình sản xuất nha. Đây. Hàng này là hàng chuẩn kem nha, xài rất là trắng. Và đặc biệt là mấy chị mua cái sản phẩm này thì nó cấp thêm một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng ở trong này nha mọi người. Đó, mấy chị sẽ đọc về cái hướng dẫn bằng cách là mấy chị đọc phía bên này nè, lật ở bên trong ra có một phía này là phía tiếng Việt nha. Mọi người có thể đọc cái tiếng Việt ở trong này để mọi người hiểu hơn về cách điều trị cũng như là làn da của mấy chị sẽ đang ở mức độ nào nha. Đặc biệt là dòng kem này là kem dưỡng ngọc trai được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bên cạnh đó có chứa nhiều vitamin giúp dưỡng da và giảm viêm, có khả năng chống sự suy yếu của các mao mạch dưới da, giúp giảm những cái vết nhăn và xây kết lỗ chân lông, giảm mụn trứng cá và tàn nhang, vết nhăn cũng như là đốm đen trên và tăng cái độ ẩm cho da. Ngoài có chức năng chống tia cực tím để bảo vệ làn da bạn, tránh tia UVA và UVB từ mặt trời, đem lại cho bạn một làn da trắng sáng. Đặc biệt là kem dành riêng chăm sóc và bảo vệ cho làn da có hiệu quả rất là cao, loại bỏ các bụi bẩn và bị tắc lỗ chân lông, giúp lỗ chân lông được xê khít và đặc biệt là giúp cho cái tế bào da mặt được loại bỏ và tái tạo một lớp da mới và có khả năng giảm mụn trứng cá, nám và nếp nhăn, giúp cho làn da trắng sáng một cách rất là tự nhiên nha. Hướng dẫn sử dụng: rửa mặt thật sạch và lau khô, nhúng bông hoặc là lấy cái máy tay á, lấy cái bông mặt máy tay á, nhưng mà bông sạch nha mọi người. Mấy tay nhúng vào trong cái chai này nè, đó, rồi mấy chị sẽ thoa khắp mặt, và đặc biệt là thoa khắp mặt nên thoa vào buổi sáng và trước khi đi ngủ nha mọi người. Khi mụn vết thâm biến mất trên khuôn mặt sẽ rất trắng mịn, nhưng vẫn tiếp tục thoa một ngày hoặc là hai ngày thoa một lần đều đặn, bạn có thể là sở hữu một cái làn da trắng mịn và vĩnh viễn nha. Lưu ý, nếu sau khi sử dụng kem dưỡng cảm thấy bị dị ứng nóng rát và sưng đỏ có thể là do dị ứng do nồng độ cồn, hãy rửa mặt bằng nước và tiếp tục thoa kem trong ngày hôm sau. Hãy lặp lại tương tự cho đến khi nó không bị dị ứng hoặc nóng đỏ, tiếp tục sử dụng và hạn chế ra ánh nắng mặt trời nha mọi người. Chị nào mà cần mua cái dòng sản phẩm kem Conné này thì liên hệ sớm với em, bên em chuyên cung cấp hàng chính hãng cũng như là hàng chất lượng hiệu quả cho mọi người nha. Nhanh tay đặt hàng, chậm tay là hết, bên em chuyên phân phối đi sỉ toàn quốc cũng như là giá rẻ nhất thị trường, và đặc biệt là chuyên bán buôn bán sỉ cho tất cả những dòng kem dưỡng da mặt có hiệu quả cao nhất, nên mấy chị hãy liên hệ cho em qua số. Mấy chị yêu có thể liên hệ qua cái số điện thoại bên em là 0355 838057, hoặc là mấy chị có thể gọi điện, hoặc là mấy chị có thể kết bạn Zalo bên em qua ba số điện thoại. Số thứ nhất là 0933 766 739, số thứ hai là 0355 838057, và số thứ ba là số 0773339279. Hoặc là mấy chị có thể là kết bạn qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là kết bạn hoặc là theo dõi trên cái trang Bayer của em là mỹ phẩm chính hãng shop cách cứng nha mọi người ơi. Có thể là tìm hiểu hàng trên đó cũng như là mua thêm những sản phẩm khác của shop em nha. Đặc biệt bên em chuyên bán buôn bán sỉ cho tất cả những dòng hàng chính hãng có chất lượng và hiệu quả cao trong việc làm đẹp, nên mấy chị có thể yên tâm mua về để sử dụng hoặc là mua về bán lại thì quá ok luôn nha. Hãy liên hệ sớm cho em qua số hotline là 0355 838057 nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ kết thúc cái video này, cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhớ nhấn đăng ký kênh bên em để xem thêm rất là nhiều sản phẩm khác nha. Đặc biệt luôn cung cấp hàng chính hãng giá rẻ giá sỉ cực kỳ tốt nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Do một cái máy nó bị rồi.